huyện bắc tân nguyên tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở dự lễ ra mắt sáng nay có ông võ văn bá trưởng ban nội chính tỉnh ủy Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đã báo cáo tóm tắt nội dung luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công tác tham mưu triển khai xây dựng tổ chức lực lượng tham gia ở địa phương, tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của 10 xã thị trấn trên địa bàn. Đây là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lực lượng này chịu sự quản lý trực tiếp của ủy ban nhân dân và sự hướng dẫn phân công kiểm tra của công an cấp xã thị trấn cùng với các lực lượng công an huyện công an xã bảo vệ an ninh trật tự để phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngay sau lễ ra mắt các lực lượng đã tổ chức diễu hành tuần tra trên các trục đường chính của huyện